Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Mỹ phản đòn dội bom cho nổ tung tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, quân đội của Mỹ nổi giận đùng đùng khi Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đưa tin hải quân của nước này đã bắn cháy 6 tàu sân bay USS thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Nhận được tin hoang mang đó, hải quân của Mỹ đã ngay lập tức bí mật phản đòn. Quân đội của Mỹ đã điều 10 máy bay ném bom cho nổ tung tàu sân bay được cho là mới nhất của Trung Quốc đang hoạt động tại eo biển Đài Loan thuộc phân khúc của Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, sau khi biết tin tàu sân bay của mình bị quân đội của Mỹ dội bom, các quan chức trong chính quyền ông Tập Cận Bình rất tức giận vì đang lên kế hoạch trả đũa hải quân Mỹ ở Biển Đông. Theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ, trích dẫn lời một đô đốc thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, chúng tôi đã ra quyết định dội bom rất nhanh chóng lên tàu sân bay được cho là mới nhất của Trung Quốc khi nghe tin hải quân Bắc Kinh hôm qua đã bắn hạ 6 tàu chiến của chúng tôi. Đó là một tin thứ thiệt và chúng tôi quyết định điều 10 máy bay ném bom đang neo đậu trên tàu sân bay USS Dragon bí mật bay từ ngoài Biển Đông vào eo biển Đài Loan, nơi mà con tàu sân bay của Trung Quốc đang hoạt động ở đó. Và chúng tôi đã cho dội tổng cộng 20 quả bom làm cho nổ tung con tàu sân bay của phía Trung Quốc. Và theo lời đô đốc nhấn mạnh rằng, chúng tôi làm việc này là để cảnh báo hải quân của Trung Quốc và nhắn nhủ tới chính quyền ông Tập Cận Bình rằng Trung Quốc không nên có những hành động khiêu khích chúng tôi, nhất là đụng chạm tới hạm đội tuần duyên Thái Bình Dương của Hoa Kỳ ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hành động giải bom của quân đội Mỹ lên tàu sân bay của Trung Quốc là một động thái đáp trả cứng rắn trong bối cảnh Mỹ-Trung đang hết sức căng thẳng trên tất cả các mặt trận. Các nhà quan sát còn cho biết thêm, dưới thời Tổng thống Mỹ trước, Mỹ ít khi quan tâm tới Biển Đông vì Mỹ dồn sức vào chiến trường Trung Đông, nên những năm vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình thỏa sức vẫy vùng ở Biển Đông. Họ đã chiếm được gần như trọn vẹn Biển Đông vào tay của Bắc Kinh khi chính quyền của ông Tập Cận Bình tự vẽ ra con đường lưỡi bò, bất chấp sự phản đối của các nước Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới. Được chân lân lên đầu, chính quyền ông Tập Cận Bình còn chiếm đóng các đảo đá của các nước ở ngoài vùng Biển Đông để cho xây dựng bồi đắp. Và bây giờ Bắc Kinh đã sở hữu tổng số 7 hòn đảo nhân tạo đồ sộ ngoài Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh cho xây dựng 100 tòa nhà cao tầng, một sân bay cỡ lớn và rất nhiều cảng tàu biển. Được biết, trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã cho xây rất nhiều căn cứ quân sự trên 7 hòn đảo nhân tạo nói trên. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn ngang nhiên thỏa sức liên tục cho hải quân của Trung Quốc, quân đội của Trung Quốc tập trận trên Biển Đông như bắn đạn thật và phóng tên lửa nhằm thị uy sức mạnh cũng như dương oai với cả các nước láng giềng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh thuộc hạ của ông Tập Cận Bình còn mạnh miệng tuyên bố rằng tất cả Biển Đông là của Trung Quốc. Các vùng biển, các hòn đảo to nhỏ, lớn bé nằm trong phạm vi đường lưỡi bò là của Trung Quốc hết. Nghiêm cấm bất kỳ ai, bất kỳ nước nào xâm phạm vào vùng địa phận nói trên nếu không muốn bị trả giá đắt. Thưa quý vị, Trung Quốc bất chấp luật pháp của quốc tế và không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc. Khi tòa tuyên bố không công nhận bản đồ lưỡi bò mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Nhưng thưa quý vị, từ khi Tổng thống Joe Biden xuất hiện, từ khi ông Biden lên làm Tổng thống Mỹ thì mọi chuyện được thay đổi chóng mặt. Chính quyền của Tổng thống Biden đã khác hẳn với các đời Tổng thống Mỹ trước đây khi ông Biden liên tục giáng những cú đấm sấm sét lên chính quyền của ông Tập Cận Bình. Điển hình nhất là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, ông Biden đã liên tiếp tung ra những đòn thuế quan khắc nghiệt khiến kinh tế của Trung Quốc khiến ông Tập Cận Bình lao đao. Kinh tế của Trung Quốc bị tụt dốc một cách thảm hại và không phanh. Theo một thống kê mới nhất, kinh tế của Trung Quốc xuống thấp nhất trong vòng 30 năm qua và dưới sự trừng trị của Tổng thống Biden, kinh tế của Trung Quốc đang lao đao và chao đảo. Thưa quý vị, trong 5 tháng đầu năm 2021, các công ty, các tập đoàn lớn trên thế giới đã thay nhau tháo chạy khỏi địa bàn Trung Quốc để tìm những miền đất mới. Kinh tế Trung Quốc tụt dốc thảm hại và đích thân ông Tập Cận Bình đã phải cúi đầu xin ông Biden miễn giảm một phần thuế quan cho hàng hóa của Trung Quốc. Và theo các nhà quan sát cho biết, đó được coi là một chiến thắng ban đầu của đương kim Tổng thống Mỹ ông Joe Biden. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình thì không mong muốn điều này. Trung Quốc muốn ông Biden không đắc cử và muốn ông Biden không làm Tổng thống Mỹ. Và theo một nguồn tin thân cận cho biết, chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn Tổng thống Joe Biden Trump thất bại thảm hại ở kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden không chỉ đánh vào kinh tế của Trung Quốc, mà ông còn nhắm tới Biển Đông vì Biển Đông rất quan trọng đến địa chính trị của thế giới.
Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất của nhân loại. Đó cũng là một lý do mà trong suốt thời gian dài vừa qua, Trung Quốc luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông, muốn Biển Đông là của riêng Trung Quốc. Nhưng từ khi Tổng thống Joe Biden xuất hiện, ông đã để ý tới Biển Đông và ông liên tục lệnh cho Bộ Quốc phòng, Hải quân, quân đội của Hoa Kỳ có mặt dày đặc trên Biển Đông để dàn mặt Trung Quốc và ngăn chặn Trung Quốc. Từ khi ông Biden lên làm Tổng thống Mỹ, các tàu khu trục, tàu sân bay và máy bay chiến đấu cũng như lính thủy đánh bộ liên tục xuất hiện ở ngoài Biển Đông để bảo vệ tuyến hàng hải bậc nhất của thế giới, cũng như là ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của phía Trung Quốc để bảo vệ các nước Đông Nam Á ra khỏi sự chèn ép bắt nạt của phía Bắc Kinh. Và thưa quý vị, cũng từ khi có sự xuất hiện liên tục của quân đội Mỹ trên Biển Đông, Trung Quốc luôn hằn học với cả Mỹ. Do đó, các cuộc đụng độ xảy ra liên tục và thường xuyên trên Biển Đông giữa Hải quân Mỹ và Trung Quốc. Nhưng nếu xảy ra một cuộc chiến Biển Đông thì chắc chắn Mỹ sẽ nhấn chìm Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn, bởi tương quan lực lượng cho thấy đang nghiêng về phía Mỹ rất nhiều. Hải quân, quân đội của Trung Quốc chưa đủ mạnh, chưa đủ sức để chiến đấu với quân đội của Mỹ. Thưa quý vị, chúng ta cùng điểm qua quy mô khổng lồ của hạm đội Thái Bình Dương, hải quân của Mỹ trên Biển Đông để thấy rằng sức mạnh quân đội của Mỹ là như thế nào để cho phía Trung Quốc phải khiếp sợ. Hải quân Mỹ đang là lực lượng hải quân mạnh nhất trên thế giới và chỉ tính riêng hạm đội Thái Bình Dương cũng đã có đội tàu chiến mạnh hơn hầu hết các hải quân của các nước trên hành tinh ghép lại. Được thành lập rất muộn, từ năm 1907, hạm đội Thái Bình Dương ngày nay đã trở thành lực lượng hạm đội bậc nhất và bận rộn nhất trên Biển Đông kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai tới nay. Tổng cộng hiện nay hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ đang có quân số khoảng 250.000 quân, bao gồm các thủy thủ, thủy quân lục chiến và không quân hải quân. Lực lượng không quân hải quân của hạm đội 7 Thái Bình Dương có quân số khoảng 2.000 phương tiện, bao gồm đủ các loại máy bay, tàu sân bay và tàu chiến cũng như là lính thủy đánh bộ. Bên cạnh đó, hạm đội 7 Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ có tới 200 tàu chiến các loại. Đáng chú ý, căn cứ chính của hạm đội 7 Thái Bình Dương được đặt tại Yokosuka của Nhật Bản. Đây là nơi neo đậu của nhóm tàu sân bay số 5 của hạm đội 7, bao gồm tàu sân bay rồi USS Ronald Reagan cùng các tàu hỗ trợ khác CG-54 và CG-67. Ngoài ra, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ còn có cả quân sự khác đặt tại Nhật Bản cũng như hòn đảo Guam của Mỹ. Trong đó, ở cảng Nhật Bản, nơi mà tập trung rất nhiều tàu đổ bộ tấn công của Mỹ, có thể kể đến như tàu NHD-6, NBN-20, NSD-42. Còn tại khu vực đảo Guam của Mỹ, hạm đội 7 Thái Bình Dương chủ yếu neo đậu các tàu ngầm tại đây. Kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, hạm đội 7 Thái Bình Dương đã từng tham chiến rất tích cực trong cuộc chiến tranh ở Thái Bình Dương, bao gồm chiến tranh Triều Tiên. Thưa quý vị, Mỹ vừa bắn cháy một tàu sân bay của Trung Quốc thì ngay lập tức phía Trung Quốc lại điều một tàu sân bay tiến vào Biển Đông. Tàu Mỹ và tàu Nhật Bản đã bám sát chiếm hạm của Trung Quốc qua eo biển của Đài Loan. Các cơ quan quốc phòng Đài Loan vừa cho biết, Trung Quốc đã triển khai hai nhóm tàu tác chiến. Tàu sân bay nội địa đầu tiên đi qua eo biển Đài Loan và bám sát ngay sau đó là hạm đội của Mỹ và Nhật Bản. Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc còn biết với tên gọi là Chip 002 đã đi qua biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Đài Loan được cho là đã triển khai cả chiến đấu cơ để phản ứng cũng như theo dõi diễn biến của hoạt động này. Cách đây ít ngày, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã thông báo chiếc tàu sân bay này đã rời khỏi cảng Đại Liên để thực hiện lần thử nghiệm thứ 9 trước khi chính thức được biên chế. Diễn biến trên xảy ra sau khi nhà lãnh đạo của Đài Loan bà Thái Anh Văn công bố sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử vào năm tới. Thái Anh Văn khiến Bắc Kinh không ưa do liên tiếp kêu gọi độc lập ở Đài Loan và không sáp nhập vào phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã kêu gọi Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Biển Đông trong thời gian tới chắc chắn sẽ rất dậy sóng, bởi vì giữa hải quân Mỹ và hải quân của Trung Quốc liên tục ăn miếng trả miếng, và những thông tin liên quan tới Biển Đông chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.